Ê, tôi thích bài này, tôi thích bài này. Quẹo lửa luôn bà con cô bác ơi. Nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ luôn. Bạn nào cần mua hàng thì hãy vào webshop shoppenny.vn nha. Đang có rất nhiều ưu đãi tại shoppenny.vn, điển hình như mua 1 tặng 1 cân tiền 2. Lady and Chalama à, đi lộn. Lady bà bán bánh canh. Cả bán cho 2.500 chanh thôi bà nội ơi. Đâu ta bán bánh canh cho mua chanh. Ta làm cho tiệm chanh của nước miêu đi. Nước miêu. Tình hồng mai xưa bé xưa. Đi vô giùm con đi cha. Ê, cứ sơ hở là cha chạy ra. Không biết cái giọng cừ giống ai á. Giống ai luôn á các bạn à. Đê tiện mà cố đỡ luôn. Bây giờ bỏ chuyện đó qua một bên đi. Còn bây giờ là Hu Le. Chào xin tất cả bà con cô Bạch, anh chị em cô dì chú thím à đang nghe xem kênh YouTube Banh này rẻ mình TV của em ở nhà có cho anh ơi. Ăn gì hả anh? Ơi bỏ đi anh ơi. Đây anh ơi, em làm gì đâu? Em làm gì đâu? Em hỏi thăm thôi mà. Sao anh Trứng Cút này nóng tánh vậy ta? Ơi trông qua gặp anh Trứng Cút nay gặp nữa các bạn à. À mà nè, chắc hẳn là bà cô cũng đã biết được đây là vị tướng gì rồi đúng không? Thì đây là Yena nha các bạn nhá. Là một chiếc tướng đấu sĩ. Người ta hay dùng nó để đi lên con khỉ đó bà con. Không biết là bà con có còn nhớ hay không. Chứ đây là lần thứ 3 mà mình làm clip về cái vị tướng này ở kênh Funny TV của mình nữa nha. Về sức mạnh của vị tướng Yena này thì chúng ta không còn gì phải bàn cãi rồi các bạn à. Vì nó quá mạnh đi. Khi mà chuyển sang trạng thái thứ 2 rồi, nó dùng skill nó rất là trâu luôn các bạn. Và miễn hiệu ứng khống chế luôn. Các bạn thấy đẻ không? Thấy phe không? Thì như cái clip lần thứ 2 rồi, như thứ nhất cái thứ 2 mình nói rồi, là cái vị tướng Yena này nó hội tụ tất cả sức mạnh của những vị tướng trong Liên Quân Mobile về chung một chỗ nha các bạn nhé. À, với lại là mình có nghe giang hồ đồn là ở cái mùa sau á, phiên bản sau đó là cái vị tướng Yena này nó được tăng sức mạnh đó. Thì tại sao bà con không chịu mua để mang về luyện tập đi hả? Cái vị tướng Yena này nó rất là dễ chơi luôn. Các bạn chỉ cần xem cái clip này của mình rồi 2 clip cũ nữa, mình đảm bảo các bạn 99% các bạn sẽ biết chơi ngay. Ai bỏ đi anh ơi. Em thấy nãy giờ là anh hơi bực bội gì đó. Anh sao vậy? Anh bình tĩnh được à, bỏ đi Cốp ơi. Nãy giờ nó không làm gì tao hả Cốp? Cốp ơi bỏ đi Cốp. Tôi mà, tôi đừng quýnh tao mà trời ơi, tôi mà Cốp ơi tôi. Trời ơi luôn các bạn ơi. Có đấm bằng Chân Cút dập Chân Cút luôn rồi. Nó quýnh Chân Cút dập diện luôn rồi bà con ơi. Ôi xui quá là cái pha này không kê hết được đời. À mà nè, các bạn có biết lý do tại sao nãy đầu game mình để cái highlight rất là nhiều không? Vì mình để như vậy đó là cái mục đích của mình là đỡ sai bà con. Anh sao vậy anh? Bình tĩnh ơi anh ơi, tự tin vào được cây cũ đi chứ hả? Đậu tâm là chơi mình luôn, xuống chơi mình luôn. Tập bom bom. Thằng nào rảnh nhớ mặn nhẵn mã tao xưa này tao không về nha. Trời xong ơi. Trời ơi vô nhà người ta mà ghê gớm. Bị gom ghê tàn không chưa phát nào. Thôi mình xin phép các bạn mình quay trở lại cái vấn đề khi nãy ha. Ở thì nãy đầu game á, mình để những cái pha highlight nhiều, những cái pha mà ăn mạng ở đầu game đó các bạn. Thì mình để như vậy là cái mục đích là mình để cho các bạn tham khảo thêm về cái bộ kỹ năng cũng như là cái cách combo kill của vị tướng Yena này. Là trong những pha như vậy, trong những tình huống như vậy chúng ta nên xử lý skill như thế nào thì mới có thể hạ gục người ta nhanh chóng ha. Thì xíu cuối trận á, mình sẽ treo 2 cái video cũ. À nói sao các bạn? À đâu nè, ní bạn tôi như bay, tao đấm nè, tao ngáp nè, tao nhéo nè, tao đá thẳng vào mặt, đá nè, đậu. Ôi trời ơi, chân cú bay. Mày mà gọi là mày cây cú, mày nóng tránh nữa là mày coi chừng đó. Tao thấy là mày tọt rồi đó, mày đừng ra mày bát nháo với tao nhá. Tao đá đi qua tiễn vô nữa đó. Nó ụp ổng đó các bạn à. Nãy giờ nó có cắm đầu ra là nó chết rồi các bạn ơi. À mà nè, bà con có để ý cái pha mà combo kill khi nãy không? Thì đó là cái cách combo kill cơ bản nhất và đơn giản nhất của vị tướng Yena đó các bạn ha. Cái gì nữa vậy cha? Cái gì nữa vậy ông? Cứu lời. Mày bình tĩnh được không? Mày sao vậy? Sao vậy? Sao? Ai làm mày buồn? Bên kia nó chửi mày hay sao vậy? Tức quá mày giận cá chém tớp ra kiếm tao vậy? Mày coi chừng đó, đậu bọng mày trong 3-4 thằng mà nó bu vô nó kỳ bọt một cái sao là mày xác định mày trừ mười mấy điểm uy tín đó. Mày đừng hỏi thắc mắc tại sao tao biết, tao bị một lần rồi. Bữa chơi nhậu khỉ mà con, lâu rồi tao đánh livestream tao chơi nhậu khỉ quýt đâu 17 mạng đó, rồi ra na nó quất cho một vố là tao gần 20 điểm uy tín, rồi ra đánh thường đánh 1v1 kéo uy tín lên để được vô đánh hàng đó bà cơn. Thôi mà chuyện nó xưa rồi, bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta tập trung vô vấn đề chuyên môn nè. Ở thì cuối trận á, mình sẽ treo 2 cái clip về vị tướng Yena mà lần trước mình làm á, mình sẽ để cuối clip nha. Cho nên là bạn nào mà sau khi xem xong clip này mà các bạn muốn gọi là trend cái vị tướng Yena này để cái mùa sau hoặc là mùa này luôn, các bạn chơi mùa này nó vẫn đang mạnh mà các bạn mùa sau nó còn mạnh hơn nữa, thì các bạn mà muốn chơi tốt được cái vị tướng Yena này cũng như là các bạn hiểu rõ về nó thì các bạn cứ xem 2 clip đó với lại 1 clip này, mình đảm bảo các bạn sẽ chơi được liền luôn ngay và lập tức nha. Đúng là tình hình là tôi thấy làng trứng cút nó bỏ lan rồi nha bà con nhé, nó bỏ lan luôn rồi. Theo mình nghĩ thì đây là một cái quyết định rất là đúng đắn của con trứng cút nha các bạn nha. Chứ mà nó xuống đây mà tôi nói ít nhất là nó tầm 2-3 mạng nữa đó các bạn à. Chứ mít đâu mà gặp chị Rum nó trâu quá, đứng rừng nó hồi máu cho nên mình không chơi nó nha. Mình đi đẩy quái cho các bạn à. Ai được cái vô nha. Đây tao cắn lự đó. Tôi mà anh ơi, tao bỏ đi các bạn ơi. 410 được các bạn ơi. Mơ đi anh, mơ đi. Em chạy nhanh lắm anh ơi. Cái vị tướng Yena này mà khi các bạn chuyển qua trạng thái thứ nhất rồi là đậu vọng nó chạy như dách 1000 luôn chứ đừng có nói là xì bo 110 nha các bạn nhá. Thì khi mà đang trong trạng thái thứ nhất như thế này nè, 2 cái đao nó xè ra đó, các bạn dùng chiêu 1 các bạn sẽ lướt tới, mà nếu trúng mục tiêu các bạn sẽ lướt thêm một lần nữa ha. Còn chiêu 2 là phóng như kiểu ai rí nhưng mà nó sẽ không có di chuyển, bạn nó nằm yên ở đó nó sấy nha, nó sấy á. Thì kể cả skill hay đánh tường các bạn đều tích được cái điểm dấu ấn là ở dưới chân người ta hồng với các bạn. Ê điển hình cho pha này nè. Mít ơi, mày rảnh không Mít? Vô đập một hoàng rừng nè Mít ơi. Rồi xong ơi. Tính là quất nè, tính là chơi, tới đập, tới xuống xác luôn nè. Mít ơi, muốn tao Mít ơi, đậu xanh Mít ơi Mít. Trời ơi mày bớt tao đậu bọng đó các bạn à, làm tao mất cái tóc biến luôn. Thôi quay trở lại vấn đề khi nãy nè, thì nếu như mà đang trong trạng thái thứ nhất, kể cả đòn đánh thường lẫn chiêu 1 và chiêu 2 khi các bạn sử dụng chúng người ta nó đều tích dấu ấn nha. Cứ đủ 5 điểm dấu ấn nó sẽ câm lặng người ta và khiến cho người ta bị làm chậm tốc độ chạy và gây ra một lượng đam khá là khủng luôn nha các bạn, chỉ trong trạng thái thứ nhất thôi. Còn trong trạng thái thứ hai các bạn sử dụng skill là nó không gây ra hiệu ứng đó nha. À với lại là khi mà các bạn đang trong trạng thái thứ nhất á, các bạn quăng cái phi tiêu ra đó mà các bạn chạy lại các bạn nhặt nó là các bạn sẽ hồi được 5 giây hồi chiêu của cái chiêu thứ hai ha, rất là hay luôn. Mà kể cả khi các bạn quăng chiêu 2 rồi các bạn chưa kịp nhặt đi mà các bạn lỡ chuyển qua trạng thái thứ hai các bạn lại các bạn nhặt, nó vẫn hồi cho các bạn nha, vẫn hồi 5 giây các bạn à. Và đó là trong trạng thái thứ nhất. Còn bây giờ thì trạng thái thứ hai nó sẽ như thế nào nè? Trước khi mà các bạn chuyển qua trạng thái thứ hai, các bạn sẽ nhận được một cái lượng đam khá là lớn từ cái đòn đánh thường của các bạn nha. Và khi các bạn dùng chiêu 2 á, các bạn sẽ đẩy lùi người ta liên tục 4 cái, và đây là một cái mẹo mình chia sẻ cho các bạn luôn. Khi mà các bạn đối đầu với lại vị tướng Yena thì tốt nhất các bạn nên chọn cho mình là đôi giày kiên cường, vì khi các bạn chọn những đôi giày khác nó mà đẩy lùi các bạn được rồi là nó đẩy lùi 4 cái luôn. Còn mà khi các bạn sử dụng đôi giày kiên cường ha, nó đẩy lùi các bạn cái thứ nhất thôi, các bạn có thể dùng skill hoặc là các bạn cố các bạn lách ra là các bạn sẽ chạy được nha. Và đó là chiêu thứ hai trong trạng thái thứ hai. Còn bây giờ trong trạng thái thứ hai mà chiêu thứ nhất các bạn sẽ sử dụng sao nè? Các bạn dùng đúng không là nó sẽ đứng nó rặn cà long thần trưởng luôn, cứ đủ 2 giây nó nổ một cái pum là một cái lượng đam thiệt chứ nửa cây người ta đó các bạn nhé, đam rất là khủng luôn. Khi mà các bạn sử dụng trúng mục tiêu đó, nó sẽ cho các bạn sử dụng một lần nữa. Và khi các bạn đang trong trạng thái thứ hai mà các bạn chuyển về trạng thái thứ nhất á, thì các bạn sẽ nhận được tốc độ đánh rất là nhiều nha. Còn khi mà đang trong trạng thái thứ nhất, các bạn chuyển qua trạng thái thứ hai á, tốc độ đánh và tốc độ chạy của bạn nó bị giảm rất là đáng kể luôn. Nhưng mà cái lượng đam của bạn gây ra là nó rất là lớn. Cũng như là trong hai cái skill 1, skill 2 mà đang trong trạng thái thứ hai tập trung kỹ nha, để không là bị điên đó các bạn nha. Cái này dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Trong trạng thái thứ hai, các bạn dùng skill nào cũng vậy, các bạn sẽ được tăng 50% kháng hiệu ứng và miễn sát thương. Rất là trâu luôn khi mà đang trong trạng thái thứ hai mà các bạn sử dụng skill ha. À, các bạn hãy nhớ giúp mình là trong trạng thái thứ hai các bạn dùng những skill á, các bạn chỉ né được những cái choáng bình thường thôi. Điển hình như các bạn mà gặp chị Gum này, anh Tơ này, thì tôi tốt nhất là ba đấm này, tốt nhất né nó ra nha. Nó nắm đầu các bạn ấy, nó nắm được ấy. Còn như tiếng cút mà nó choáng các bạn ha, cái gốc chó dậm các bạn á, các bạn đang trong trạng thái thứ hai các bạn dùng skill là nó không trúng các bạn được nha, vì nó chỉ né được những cái bình thường thôi. Còn những cái mà nó nặng hơn tốt nhất nên né ra. Thôi, mình xin phép các bạn mình nói về cái vấn đề combo kill của vị tướng Yena này ha. Cơ bản thôi, để các bạn nắm bắt được, các bạn vào chơi cho nó dễ. Thì là các bạn gặp một ai đó, các bạn muốn hạ gục nó luôn đúng không? Và các bạn đã đủ bộ skill rồi, các bạn chọi chiêu 2 vô cho mình, chúng nó xong đúng không? Dùng chiêu 1 lao thẳng vô nó luôn. Và túc ca tiệp là dùng chiêu 1 tiếp. Và khi dùng chiêu 1 thành công xong, bật chiêu cuối lên là dùng chiêu 2 liền cho mình nha. Đừng dùng chiêu 1 khi mà chuyển qua trạng thái thứ hai, vì các bạn mà chuyển qua trạng thái thứ hai xong các bạn dùng chiêu 1 chẳng khác gì các bạn bỏ cho nó chạy nha. Vì khi ấy là các bạn đang đứng các bạn rặn mà. Thế cho nên là khi mà nó hàng rồi các bạn ơi, đậu xanh. Ở tối nay là xíu 8 rưỡi nè, tới 10 giờ tối là bạn nào rảnh nhớ qua Nono Live ID là 48581811 ha. Mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn trực tiếp luôn. Còn bây giờ thì cái clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ các bạn đã bỏ thời gian quý báu của bạn ra ngồi xem clip ủng hộ mình. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nè, và để lại một like và một comment để giúp cho cái clip của mình cũng như cái kênh của mình nó được phát triển nha. Chân thành cảm ơn bà con rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye. Ai dạ, các bạn có thấy anh Tân Voi có ngầu không hả? Đây là cửa hàng điện thoại của anh Tân Voi đó các bạn ơi. Tiệm điện thoại của anh Tân Voi nằm ở quận 3 nha các bạn nha, 219/69 Trần Văn Đan. Bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone 9 hãng á, thì các bạn ghé thử shop của anh Tân Voi xem sao ha. Nếu các bạn nào đang ở xa không tiện đến á, thì các bạn qua Facebook của anh Tân Voi ha. Và đây là Facebook của anh Tân Voi, các bạn qua các bạn tham khảo nha.